Chào anh em, nay mình vừa về một mẫu đồng hồ cổ điển rất đẹp. Mẫu đồng hồ cổ điển cổ này, nó được giảm chỗ rất tinh xảo. Lặng im cây nơi hoang dài. Nhớ đưa một lần nữa cho anh em xem nhé. Con này là kim dạ quang, ban đêm nó phát sáng, có cả lịch giờ chạy rất chính xác. Đây là một mẫu đồng hồ của cổ điển chạm trổ. Hàng này là hàng sưu tầm anh em nhé, dành cho dân chơi đồng hồ. Cái hàng này là không bán trên thị trường quốc tế đâu, dân chơi đồng hồ, hàng sưu tầm, hàng hiếm, hiếm lắm. Để sở hữu được những em như này rất hiếm, đẹp lắm. Rồi em mơ thấy anh nhìn em, cây luôn, cái dây của nó, cái dây chạm trổ, cái hoa văn của nó cực kỳ đẹp, thích lắm nhiều. Đeo cái này lên tay thì cực kỳ sang trọng, quý phái. Đứng xa vào gần cho anh em xem cái họa tiết bên trong đó.